Tình hình nội bộ chính trị của Việt Nam đang ở trong một tình thế hết sức khó đoán. Những sự xô xát xung đột giữa các phe phái đang dần lớn lên và có thể trở thành một nguy cơ thanh trừng lẫn nhau thực sự. Điều đó được thể hiện rõ hơn qua việc mới đây ông Nguyễn Ngọc Sự, một đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng mới bị nhập kho. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng đã có một cuộc sát phạt lớn lao, mạnh mẽ chưa từng thấy trong những tháng gần đây. Một dấu hiệu cho thấy sức nóng từ cuộc đấu đá nội bộ đang lớn lên dần. Trong kỳ họp vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị và các Ủy viên Trung ương đã có một cuộc kiểm tra mà báo chí nhà nước gọi là phê và tự phê. Tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 19. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Rất nhiều Ủy viên Trung ương Đảng và kể cả Ủy viên Bộ Chính trị bị coi là có nhiều vi phạm, khuyết điểm. Những thông tin báo chí ở trong nước đăng tải thường thì mù mờ, nói nguyên nhân là do vi phạm, khuyết điểm, hay lý do này, lý trấu nọ. Rất nhiều án kỷ luật và những hình thức xử phạt đã được đưa ra mà báo chí không nêu rõ. Tuy vậy, có một vài trường hợp điển hình đã được nêu ra và gửi cho các báo. Ít nhất 5 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã bị xử lý kỷ luật. Vote TV hiện tại đang có danh sách 5 Ủy viên Trung ương Đảng đã bị kỷ luật trong kỳ họp vừa qua. Điển hình là trường hợp của ông Lê Phước Thanh, được coi là rất nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng, đề nghị Ban Bí thư xem xét hành vi kỷ luật đó đối với ông Lê Phước Thanh. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quyết định thi hành án kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Thu và ông Toàn. Các vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh, Đinh Văn Thu, Huỳnh Khắc Toàn có đôi khi khiến các ông bị kỷ luật bằng các hình thức đối với ông Thu và ông Toàn. Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Giao thông Vận tải về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1. Kết quả giám sát đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Giao thông Vận tải về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1. Kết quả giám sát việc kiểm điểm của Ban Cán sự Đảng các bộ, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và sự cố môi trường biển xảy ra tại dự án Hà Tĩnh. Kết quả giám sát Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội trong việc thực hiện quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả giám sát Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư nhiệm ủy tỉnh Hải Dương về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng cán bộ và quản lý sử dụng đất đai cũng như các dự án đầu tư. Trong kỳ họp này, cũng xem xét kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành quy luật trong đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy bị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu. Qua kiểm tra giám sát các nội dung trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và các yêu cầu tập thể, cá nhân có biện pháp khắc phục, sửa chữa, xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, một trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư, xem xét báo cáo kết quả thực hiện kết luận, rồi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chúng tôi xin gửi tới quý vị những danh sách về những ai đang bị kỷ luật và cảnh cáo từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thứ nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020,
có các vi phạm khuyết điểm sau: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định của Đảng Cộng sản, Nhà nước và quy chế làm việc của tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án công trình trọng điểm. Tham mưu để tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc, trong đó quy định ủy viên cho thường trực tỉnh ủy xem xét giải quyết một số nội dung vượt thẩm quyền theo quy định số 51 QĐTW ngày 19 tháng 4 2007 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy. Quyết định bổ nhiệm giới thiệu ứng cử một số cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, không đủ điều kiện, có biểu hiện cục bộ không bình thường, thiếu kiểm tra giám sát để có một cơ quan tổ chức có số lượng phòng, số lượng lãnh đạo cấp sở ngành và sử dụng lao động không đúng quy trình. Thường trực tỉnh ủy cho chủ trương đối với một số dự án sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, không phù hợp với quy hoạch, giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm đối với một số dự án công trình trọng điểm gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Những vi phạm khuyết điểm nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xảy ra chủ yếu trong năm 2010-2015. Đồng chí Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Ông này chỉ có thể được giữ chức đến tháng 2-2015. Ông này cũng là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016. Có các vi phạm khuyết điểm sau. Với cương vị người đứng đầu, đồng chí chịu trách nhiệm về chính những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, chịu trách nhiệm với vai trò chủ trì để thường trực tỉnh ủy cho chủ trương một số dự án có sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Thứ ba, đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đến tháng 9-2015. Ông Hùng có các sai phạm, khuyết điểm sau. Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Với cương vị người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án này vi phạm pháp luật, không phù hợp với quy hoạch, giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thanh toán trùng chi phí đầu tư, gây thất thoát ngân sách nhà nước, thiếu trách nhiệm trong việc quyết định giao chủ đầu tư dự án không có năng lực, phê duyệt đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giao chỉ định thầu một số dự án trọng điểm trái quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Thứ tư, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông chịu trách nhiệm về người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Thứ năm, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Ban Cán sự của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2010. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức kiểm tra xử lý trách nhiệm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ của Tỉnh ủy hai nhiệm kỳ thẩm quyền. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1 Bộ Quốc phòng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Hoàng Công Hàm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng Cộng sản, Nhà nước và quân đội trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng. Vi phạm của đồng chí này đã làm ảnh hưởng đến uy tín và kỷ luật quân đội của tổ chức đảng và cá nhân.
Căn cứ quy định số 181/QĐ-TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Hoàng Công Hàm. Một nhân vật khác cũng được xem xét thi hành kỷ luật, đó là Ban Cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, đã thi hành kỷ luật và xem xét các vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016. Và Phạm Thế Dũng như đã kết luận tại kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 theo thẩm quyền. Tiếp theo, xem xét thi hành kỷ luật Nguyễn Văn Thử, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Nguyễn Văn Thử như đã kết luận tại kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2010-2015, Nguyễn Văn Thử đã thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong đầu tư xây dựng kho lưu trữ tỉnh, vi phạm quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng Cộng sản theo thẩm quyền 3 trường hợp và tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật 2 trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư và cho ý kiến một số vấn đề quan trọng khác. Đây là một bước tiến bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nó là một quyết tâm hay là một chiêu trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Có lẽ câu hỏi này phải cần dành cho quý vị. Và biết đâu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận lệnh được từ Tập Cận Bình cần phải làm bước này bước nọ để tiến hành thanh lọc nội bộ, đồng thời củng cố quyền lực và dần dà thiết lập chế độ độc tôn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với toàn thể dân Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của Vote TV. Những chương trình tin tức hiện có trên Vote TV là những sản phẩm trí tuệ của chúng tôi. Xin các bạn hãy like, share, subscribe để ủng hộ. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.